Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bảo Lâm tổng trưng bày hơn 50 món tặng sinh nhật Buka. Mừng Buka đón tuổi mới, Lê Dương Bảo Lâm đã mang ra hơn 50 món quà để nữ đồng nghiệp lựa chọn. Màn tặng sinh nhật này khiến Buka phải bật ngửa vì độ lầy lội. Tối ngày 30 tháng 10 vừa qua, Buka đã nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Vốn là người có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hẳn một bài riêng để chúc mừng sinh nhật cũng như trưng bày những món quà dự định tặng Buka. Chúc nhỏ em gái bằng tuổi vui vẻ, em giờ giàu có quá không biết tặng gì. Thôi nhà bán gì tặng cái đó, vô lựa em nha. Mốt quay chọn ai đây, anh đem theo. Sinh nhật vui nha nhỏ, 33 tuổi, Nguyễn Kiều Cẩm Thơ vô lựa nha. Lê Dương Bảo Lâm để Buka thỏa thích, lựa quà sinh nhật. Trong đó, anh Dương Lâm Đồng Nai khoe hơn 50 mặt hàng, đa dạng với những công dụng vô cùng thiết thực. Có thể sử dụng hàng ngày như bộ chén, muỗng, dĩa, vợt mũi, cân điện tử, bình thủy, máy đánh trứng, nhang, áo mưa, bút bi. Những món quà tuy đời thường nhưng rất giá trị theo quan điểm của Lê Dương Bảo Lâm. Bảo Lâm là đồng nghiệp và có mối quan hệ rất thân thiết với Buka. Qua những gì anh chia sẻ, có thể thấy việc tặng quà đơn giản hóa cũng là lý do cho rằng đồng nghiệp đã thừa tiền, cần tinh thần nhiều hơn giá trị vật chất. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra điểm chi tiết sai trong bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm. Rõ ràng Buka sinh năm 1990, tức chỉ mới 31 tuổi, nhưng nam diễn viên lại chúc sinh nhật tuổi 33. Sau đó, anh gọi cô là em gái, nhưng cho biết cả hai bằng tuổi dù thực ra anh sinh năm 1989. Màn xưng hô rối rắm này khiến người hâm mộ không rõ anh cố tình chọc ghẹo hay thực chất nhớ nhầm tuổi của nữ diễn viên. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi chăng nữa, việc chúc mừng sinh nhật kèm quà tặng cũng chứng minh anh em đồng nghiệp, cả hai vẫn luôn vững bền, gắn bó. Nữ diễn viên lựa chọn bộ đèn tạo hình hoa sen. Dưới phần bình luận, Buka chọn bộ đèn với chức năng trưng bàn thờ ông địa và bày tỏ sự bất ngờ trước độ lầy lội của Lê Dương Bảo Lâm. Tiếp lời, Buka Bảo Lâm chốt đơn, cho biết cặp đèn có giá trị 32.000 đồng. Màn đối thoại giữa hai anh em khiến khán giả cười nghiêng ngả khi theo dõi. Người hâm mộ hào hứng trước màn tặng quà của Lê Dương Bảo Lâm. Một số bình luận từ người hâm mộ. Nhất ông Lâm chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn không quên giải quyết đống hàng tồn kho. Sinh nhật mà tưởng đi ăn tân gia không á, tức anh ách luôn thiệt chứ. Nhà ổng như cái siêu thị vậy. Anh Lâm nhây thứ hai là không ai nhây thứ nhất luôn. Nhưng nhà chị thơ của em mới có 31 tuổi hay gì mà sao anh chúc 33? Tới công chuyện, thật chứ, lựa quà chắc Buka xỉu dọc xỉu ngang. Sẵn tiện chúc chị sinh nhật vui vẻ nha. Hiện tại, bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.